xuống phụ bếp. Nhưng mà ồ ấy gặp ồ 5 năm. Ồ 5 năm ồ mới gặp cái gì mà gặp mỗi ngày trên Facebook. Tại vì mỗi lần á, mỗi lần mà Thanh post hình lên á thì mình coi ké. Hiểu không? Cái này có đá chặt chặt lắm ơi. Vâng, chơi nó chặt chặt. Nghe mà cao thấy không? Hai Kinh. Quay đây nè. Hai cô. Cô này cô mới ở nhà Hiếu, cô xe phòng. Oh, à. Như thế là lạ. Cô bên Canada có qua. Oh. Vậy à. Trước lạ sau quen. Ngày đây. Ngoài làm gì ngoài? Để mấy cái bạc mấy cái nước cho cắt được luôn. Thôi vậy anh. Chân thôi nha, không ăn hết. Đồ ăn là chỉ bỏ nó thôi, chứ chỉ chân thôi chứ không ăn. Rồi cái này đừng có ai phá, cô ơi, cô thở anh nha. Rồi, khoan không có phá nha. Rồi, rồi. Nó đâu là nó ngồi. Nóng rồi mấy cái đường. Rồi.